cuộc rước bắt đầu các bạn nhé. Hôm nay tuần chầu giáo xứ Nam Biên sẽ quay cảnh tuần chầu chiều thứ bảy khai mạc tuần chầu. Thank you.
hôm nay đến đây. Khi việc toàn thể cộng đồng chúng ta chuẩn bị rước khai thác cầu Chầu của năm cưới Nam Biên năm 2020 theo đặc giáo phận. Giờ đây tôi đã thấy khí đất bậc cũng đã về với giáo xứ của chúng ta. Các đoàn hội cũng đang thể thiệu rồi. Giờ đây xin mời tất cả các đoàn hội chúng ta hãy tập trung về trước quảng trường cuối nhà thờ để chuẩn bị khai mạc chương trình rước. Xin kính mời các ban chuyên nhạc chúng ta trở về khu cuối nhà thờ này. Xin mời tất cả các ban chuyên nhạc chúng ta trở về sân khấu. Trước khi nguyện kinh để chúng ta tiếp tục đi thì xin mời ban chuyên nhạc NAM của giáo xứ Nam Biên gửi đến một bài. Alo, mời ban chuyên nhạc NAM của giáo xứ Nam Biên tiến đôi lên trên này. Và chúng ta lưu ý để chúng ta đi theo thứ tự đi rất là trang trọng, không đi nhanh cũng không bị chậm. Thời gian thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc đúng 5:30, nghĩa là 17:30. Vì thời gian thánh lễ là rất là chính xác, cho nên chúng ta chuẩn bị thật là chú đáo. Khi nào bắt đầu thông báo quy trình xong, quy trình xong thì bắt đầu chúng ta mới từ từ tiến đi. Ở giờ đây đang chuẩn bị cho chương trình rước. Thì xin vào ban chuyên nhạc NAM, chúng ta đứng ngay tại chỗ, đứng ngay trước sân khấu này và chúng ta thử luôn một bài, xin kính mời. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi. Và hôm nay rất vui mừng tạ ơn Chúa trên thời địa lợi và được đón rất nhiều các quý chức cũng như các quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn. Và chúng ta có một đội trống lớn của trong giáo xứ gồm có các họ. Hôm nay có ban kim nhạc của giáo xứ Bạch Long là ngoài giáo xứ, còn ban kim nhạc của giáo họ Minh Châu và hai ban kim nhạc của giáo xứ họ Nhà Sứ. Thì khi vào nhà thờ thì ban kim nhạc của giáo xứ Bạch Long, ban kim nhạc nữ
chúng ta sẽ ở phía bên nam của cái ban kim nhạc nam của giáo xứ Nam Biên, ban kim nhạc nữ của giáo ngoại nhà xứ Nam Biên và giáo ở Minh Châu, chúng ta sẽ ở bên nữ ở hành lang. Và giờ đây chúng ta hướng về sân khấu để bắt đầu mình kinh, và sau đó chúng ta sẽ đi theo đường không đánh trống. Nhân danh cha và con và thánh thần, cầu xin Chúa Thái Tử, người thương thăm hiếm hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao gửi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa mỗi mang đoài nghe lời con thiết tha, tình thương mê tâm con ngày đêm, luôn thân giác khổ chẳng là thương. Bây giờ đây chúng ta sẽ nghe thứ tư và đọc giới thiệu thứ tư từng đội từng đoàn, và nếu đoàn nào thì đoàn ấy đi, và khi tất cả mọi người chúng ta đã đi vào trong giới của mình, trong đoàn đội của mình, không ai đứng bên ngoài. Giờ đây xin mời cờ đầu bắt đầu chúc mừng. Chúng ta cờ đầu bắt đầu chuẩn rước, mời cờ đầu đi vào đường rước và mời cờ đầu đi rước bắt đầu.
Thank you.
chúng ta kính mời các anh ngồi đại hội lên núi để đi thuyền rước và đồng thời rút ra những bước đó đang tổ chức chúng tôi.